đây mọi người nha, đây mọi người chúng ta xem, đây là đàn ngân long albino size 60-65cm. Đó. Đó, ăn thì khí thế luôn. Đó. Thì cá biển chúng ta về chúng ta sẽ thái nhỏ như thế này. Mình chút qua nước này. Đây là cái hồ số 7 nè, hồ số 7 đen, là hồ này là hồ đàn huyết liên tình, hồ này rất đẹp luôn. Đó. Và một điều nữa là chúng ta lưu ý nè, khi chúng ta ăn, tuy là cá nó bu là đem một đám rất là đông, nhưng mà chúng ta nên quăng rải ra, rải thưa ra. Lý do, và đây là những em cá biển được cắt thái nhỏ này nha mọi người nha. Chờ ăn. Rồi, ok, hello mọi người. Đây là chương trình tìm lại thanh xuân. Nó chờ chưa? Là đây là cái hành trình mà em tập cho cá rồng nó ăn cá biển mọi người nha. Thì hôm trước em có quay clip cho mọi người chúng ta xem rồi. Đó là bên em thay vì cho ăn dế thì bên em đã cho nó ăn cá biển mọi người nha. Em nhập cá biển về, hôm trước có quay cho mọi người chúng ta xem đó ha. Thì sau một thời gian tập dần cho mấy em cá làm quen để cho mấy em cá nó ăn, thì hôm nay thì mấy em cá ăn rất là mạnh rồi nha mọi người nha. Ăn bình thường, ăn rất là tốt luôn. Thì một ngày mấy em cá ở trại thì sẽ tiêu thụ khoảng 20 mấy ký cá. Đây mọi người nha, đây mọi người chúng ta xem, đây là đàn ngân long albino size 60-65cm. Đó. Đó, ăn thì khí thế luôn. Đó. Thì cá biển chúng ta về chúng ta sẽ thái nhỏ như thế này. Hôm trước có quay clip cho mọi người chúng ta xem rồi ha. Đây. Cắt nhỏ như mày là vừa miệng nó ăn, rất là ok và cá phát triển rất tốt nha. Về cái hàm lượng dinh dưỡng của cá biển thì nó rất ok. Đó. Cá ăn phát triển rất tốt và ăn rất là mạnh luôn. Đó, sau một thời gian nó làm quen thì bây giờ nó ăn cực kỳ tốt luôn. Nói chung là một con cá nó chỉ cần ăn 1-2 cục mồi thôi là nó đã no, và no rất là lâu ha. Tại vì thịt cá nó đặc. Còn con dế đôi khi á, mọi người thấy nó to như vậy á, cá ăn nó no nhưng mà thật trong cái bụng nó nhiều khi nó bị nó bọng á, nó không có trống, nó không có đặc. Không có đặc ruột thì đâm ra nó ăn no nhưng mà cái dinh dưỡng nó không có bằng cái cá biển ha. Cái này thì cái hàm lượng mà đạm nó rất là tốt. Đó, nếu mà anh em chúng ta tập cho cá rồng ăn thì chúng ta phải kiên trì ha, mình kiên nhẫn, từ từ cá nó sẽ quen mà nó sẽ ăn. Và có một điều lưu ý nữa là khi mà anh em chúng ta cho ăn cá biển như thế này, đối với những anh em mà chúng ta nuôi số lượng nhiều đó, thì cái nước của mình phải xử lý phải thật là ok mới được nha. Nó sẽ ra những cái mỡ, ván mỡ của cá đó, rồi đôi khi nó có những cái thức ăn thừa hoặc là những cái xương cá nó có, thì chúng ta phải vệ sinh cái đáy hồ và cũng như là có cái hút mặt ha. Thì cấu tạo của cái thiết kế của cái mỗi một cái ao cá ở bên trại của em thì nó đều có cái hút đáy mọi người nha, có xả tràn mặt hút đáy và có vệ sinh đáy hồ ha. Đó, thì tất cả các hồ hôm nay là đều ăn mạnh hết rồi. Đó, rồi chúng ta xem ha. Đó, mấy em cá ăn rất là mạnh luôn. Đó, thì em sẽ quay camera lại để quay cho nó cận cảnh, nó nét hơn để cho mọi người chúng ta cùng xem ha. Ok, và đây là những em cá biển được cắt thái nhỏ này nè mọi người nha. Đó. Rồi bây giờ là sẽ cho ăn. Đó. Đây là cái đàn huyết long size 40-45. Ăn rất là mạnh luôn nha mọi người nha. Lúc đầu thì khi chúng ta cho tập cho nó ăn những cái thức ăn lạ, những cái mồi lạ thì nó sẽ ăn rất ít hoặc là đa số là không ăn luôn. Đó. Nhưng mà khi nó đã quen rồi thì ăn rất là mạnh ha. Và khi cá chúng ta thái ra chúng ta cũng nên rửa lại một lần để cho nó lọc đi. Đó, nó lọc đi những cái vảy cá cũng như là những cái coi như là mảng thịt nhỏ cho nó trôi đi để cho mình cho ăn cái bể mình nó sạch hơn ha. Đó. Thì mấy em cá thì sẽ ăn nó sẽ mạnh, mình nhìn nó kích thích ha. Đó. Thì bên em mình chúng ta nhập cá mồi về, cá biển thì cá tươi nha mọi người nha. Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ chọn lọc mua những cái sản phẩm cá biển tươi ha. Để mình những cái loại mà không có hóa chất ha mọi người ha. Để cho cái con cá mình nó cho ăn nó được an toàn hơn. Yeah. Đó. Đây là cũng là một cái hồ huyết long size 40-45 tiếp theo. Đó mọi người ha, cá ăn rất là khí thế luôn. Đó.
Thì bên em có nhận chia sẻ cho những anh em chúng ta lấy số lượng để chúng ta làm những cái công trình khách sạn, nhà hàng hay là những khu resort, những khu thủy cung ha mọi người ha. Số lượng lớn, bối huyết albino có đủ hết ha. Đó, anh em mà chúng ta có làm dự án hay là công trình gì là mọi người chúng ta cứ liên hệ bên em. Bên em sẽ chia sẻ cho mọi người chúng ta những em cá như thế này, chất lượng ha. Cá được nhập chính ngạch Indo. Đó. Chất lượng cao để nuôi tại trại rồng Việt Nam nha mọi người nha. Khí thế ha, đây là cái hồ size 50. Đó, size 50 trên 50. Đó. Nước được xử lý rất tốt cho nên mọi người chúng ta nhìn nè, trong vắt ha mọi người ha. Trong như nước suối luôn. Trong như nước lọc ha. Đó. Cá ăn khí thế luôn. Thì nó ăn cái này thì nó chắc thịt hơn nha mọi người nha. Chắc bụng hơn. Và cũng ít có bị bệnh tật như là cho ăn dế hay sâu. Đối với dế sâu là những đôi khi những cái mùa mà dế sâu nó hay bị bệnh á thì cho ăn nó cá mình nó cũng dễ bị bệnh theo. Đó. Đây cũng là một bể size 50 50 mấy cm nữa nè mọi người nha. Đó. Khí thế luôn. Thì thường á mọi người chúng ta nếu mà chúng ta cho ăn dế thì dế nó nổi trên mặt nước thì con cá nó ăn nó sẽ khuấy động cái mặt nước nó sẽ nhiều hơn. Còn cá thì chúng ta quăng xuống thì nó sẽ mồi nó sẽ chìm. Cho nên là mấy em cá nó ăn cũng rất mạnh nhưng mà đôi khi mình khó thấy cái gợn mặt nước hơn ha mọi người ha. Đó. Đây, những em huyết long size trên 50. Đó. Rất nhiều. Một ngày thì sẽ cho ăn hai cữ như thế này mọi người nha. Đó, một cái thau này tương đương với 2 kg cá ha. Đó. Thì khi nó đã quen rồi thì sắp tới sẽ tăng cái số lượng lên nha mọi người nha. Đó, tăng số lượng lên. Đó. Đó, khi nó thấy mình lại là nó bắt đầu nó lao lại nè mọi người ha. Đó, khí thế luôn. Đó. Đó, mai mốt mà nó ăn giống như cá lóc bay á, ở dưới miền Tây nó tự động nhảy lên luôn. Đó. Nó ăn quen rồi, khi nó gặp mình là nó sẽ bu lại. Đó, đón chờ thức ăn. Mấy hồ này là nước trong vắt mọi người nha. Nước trong vắt luôn. Thì nói chung bên em á, thì làm cái gì mình thấy cái nào ok mình sẽ chia sẻ cho anh em chúng ta để anh em chúng ta có áp dụng được cái gì mình áp dụng ha, để tránh những cái trường hợp mà chúng ta phải trả học phí cho những cái gì mà mình làm nó chưa đúng đó mọi người ha. Tại vì bản thân em là một người cũng học lớn các cái kiến thức của những anh em bên trại bên Indo cũng như bên Malai hay là của những anh em chúng ta đi trước chơi cá từ trong bể kính mình áp dụng cho thực tế trong cái trại của mình. Trại của em thì thiết kế không giống một cái trại nào ở Việt Nam cũng như là ở Indo hay là Malai hết. Chỉ là em góp nhặt mỗi nơi một cái về để tự thiết kế ra cho cái trại của mình. Đó. Thì đôi khi nó sẽ có những thứ nó chưa có, gọi là đối với nhiều người có thể là nó những thứ nó chưa có là cái gì hết. Nhưng mà đối với em mình cảm thấy hài lòng. Tuy là có những cái là nó chưa đạt gọi là tối đa. Hiệu quả tối đa. Nhưng mà từ một người không không có chuyên ngành, không có gia đình, không có truyền thống làm cái này, mình tự nghiên cứu thì mình nói chung là cũng hài lòng với hiện tại. Đó, và cũng đã chia sẻ được rất là nhiều những em cá đẹp, những em cá chất lượng đến cho anh em người chơi ở khắp Việt Nam cũng như là Campuchia hay là bên Mỹ. Đó, thì cũng cảm thấy làm vui và hạnh phúc khi mình được phục vụ mọi người. Đó.
thì anh em nào chúng ta có những cái gì hay ho, chúng ta mời mọi người chúng ta cùng chia sẻ, comment bình luận bên dưới. Còn anh em mà chúng ta thấy hữu ích, có clip có hay, có những cái cung cấp được cho mọi người chúng ta thông tin gì đó, mọi người chúng ta bấm like share giúp em, cảm ơn mọi người rất là nhiều đó. Rồi anh em mà chúng ta chưa đăng ký kênh thì nhanh đăng ký kênh giúp em ha. Thì em thì nói chung là có gì biết gì em sẽ chia sẻ hết cho mọi người chúng ta đó. Và đây là cái hồ số 7 nè, hồ số 7 đen, là hồ này là hồ đàn huyết limited, đàn này rất đẹp luôn đó. Và một điều nữa là chúng ta lưu ý nè, khi chúng ta ăn, tuy là cá nó bu là đem một đám rất là đông, nhưng mà chúng ta nên quăng rải ra, rải thưa ra. Lý do vì sao ạ? Lý do là chúng ta rải ra như vậy thì cá nó sẽ ít cái tình trạng là hai con cá cùng táp một cái miếng mồi, thì như vậy thì nó sẽ dễ bị táp trúng râu con cá đối diện mọi người ha. Đó, thì như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được cái tình trạng là đứt râu hay là trúng vào mắt hay là trúng vào đâu, nó sẽ xây xước cá ha. Tại vì chúng ta nuôi cộng đồng, chúng ta nuôi cộng đồng thì cái trường hợp đó nó sẽ rất là dễ xảy ra, cho nên là chúng ta lưu ý ha. Đó, mình rải vung vải ra đều ra khắp hồ, thì thứ nhất là tất cả những em cá nó đều được ăn đều với nhau hết, nó không có tình trạng là con này ăn nhiều con kia là không được ăn đó. Chúng ta lưu ý những vấn đề như vậy ha. Đó, cá thì đó, nó bơi khắp hồ, và khi mình lại á thì nó sẽ bu lại cái chỗ mà mình đứng á, để nó đòi ăn đó. Chia sẻ với mọi người chúng ta như vậy. Thì hôm rồi em cũng kéo lên 100 em huyết size 50 đó, thì nữa em sẽ lên clip để lên mã số cho mọi người chúng ta lựa chọn cho mình những em cá chất lượng ha. Đó, cá được lựa chọn những cái giống cá từ nhỏ, những em cá được lựa chọn chất lượng từ nhỏ và thương hiệu uy tín nhiều năm thì mình mới nuôi lên, upsize lên, thì con cá nó được đảm bảo về từng khâu một rồi. Đó, nên là cá nuôi lớn lên rất là đẹp, tất cả là đầu muỗng 100% luôn mọi người nha, mắc mo chuẩn chỉ hết. Nuôi dưới ao thì hầu như là mắc mo là không có lỗi ha, chuẩn chỉ hết nha mọi người nha. Đó, cái ao này thì ăn thôi rồi luôn. Rồi, video cũng dài rồi. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo ha. Em sẽ cố gắng làm thêm nhiều clip để chia sẻ thêm cho mọi người chúng ta, càng nhiều thông tin càng tốt ha. Còn với là sẽ lên cho mọi người chúng ta nhiều em cá đẹp cho mọi người chúng ta lựa chọn nha. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem clip, và mọi nhu cầu mua bán trao đổi chúng ta liên hệ với thông tin bên dưới ha, hoặc là chúng ta có thể quét cái mã QR code để được dẫn đường đến trực tiếp với cảnh nông Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ha. Premium.